Con biết là bố ghét anh Thiện, nhưng mà bây giờ anh ấy đã thay đổi rồi, anh đã trưởng thành hơn, thậm chí anh còn thay đổi bản thân nữa. Thế hả con? Tốt quá. Nó thay đổi cái gì đấy? Con cũng chưa biết được ạ. Nhưng mà anh ấy đã đi du học 4 năm, bây giờ anh ấy có một nghề nghiệp ổn định và suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn rất nhiều. Không có thằng nào mà lén lút rình rập kiểu đó mà gọi là chín chắn cả. Bố thừa biết mấy thằng đi Tây về, nó tỏ vẻ là nó hiểu nhiều, nó biết nhiều lắm. Nhưng mà có một cái từ á, nó học hoài mà không thuộc. Đó là trách nhiệm. Tại sao lại có người vừa keo kìa vừa bóc lột cái khác như thế được? Nói bé thôi, cẩn thận ông ấy trừ lương ấy. Tôi nói đúng mà, chúng ta đi làm thuê thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ đúng không? Tôi nghĩ là không. Không thể cứ đi làm thuê mà không có quyền lợi gì được. Chúng ta phải đấu tranh. Vì có tớ ở đây nên là từ hôm nay sẽ khác. Tèn 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 tèn. Cái gì thế này? Hả? Ly, đừng nói với bác là các cháu muốn đình công đấy nhá. Chúng cháu muốn sự công bằng ạ. Tôi hỏi cậu, cậu tới chỗ làm của tôi, cậu lên văn phòng của tôi, và bây giờ cậu tới nhà của tôi. Thế thì cậu muốn gì? Cậu muốn gì? Anh, đưa em cầm cho. Cháu thấy hơi chóng mặt, hình như là bị trúng gió. Cháu xin phép ạ. Anh Thiện, em tưởng ở trên trường anh học đấm bốc đấm biếc gì cơ mà, hóa ra là anh học chạy nhanh à? Lái trưởng. Lái trưởng? Con học cái từ đó ở đâu vậy?